Hello, xin chào tất cả các bác. Bên hãng Kelvin lại về thêm được một chiếc xe lướt các bác. Con này là con Scott SQ 930 đời 2024 các bác nhé. Đời 2024 thì là nó cái kiểu dáng khung của nó sẽ như thế này các bác. Đó, kiểu dáng khung của nó sẽ như thế này. Form khung mới, dáng khung mới, nhìn sẽ to hơn, đô hơn. Và cái kiểu thiết kế, logo nó cũng sẽ khác so với cái bản trước. Đó, đây là đời 2024. Con này là con màu trắng, xe M các bác ạ, SQ 930, một trong những mã xe cao cấp của dòng SQ. Đây thì con này đã được sử dụng carbon rồi, đến cái dòng 940, 930, 920, tức là số càng nhỏ thì nó sẽ càng đắt tiền. Thì đầu bước vào con số 940 thì đã được sử dụng carbon, đây là con 930. Đó, con này thì được cái phối màu của nó rất là đẹp, là nó sử dụng màu trắng, logo đen. Nhưng mà yên và lốp nó để sử dụng một lâu nên có điểm nhấn rất là đẹp này các bác này. Đó, khi mà nó mới ra mắt ở thị trường Việt Nam thì được anh em quan tâm cái mẫu, cái màu này khá là nhiều. Đó, 930 rất là ok. Con này là sườn carbon các bác nhá, xe M. Thì em sẽ đi chi tiết về cái cấu hình của nó. Vì độ mới con này thì gần như là mới tinh các bác, 99% luôn. Đó, 99% nó độ mới là mới tinh luôn, không có vết xước nào cả. Đó, khi mà em kiểm tra thì không có vết xước nào cả, xe thì cực kỳ mới. Phanh thì sử dụng phanh Shimano MT401 này các bác này, phanh MT400. Đó, phanh bóp rất là nhẹ êm, phanh dầu các bác nhé, Shimano. Đó, đây gỗ phanh này các bác này. Đó, nhìn đẹp chưa. Đĩa phanh cũng là sử dụng đĩa phanh Shimano. Con đĩa này thì là đĩa 100, xem nào, có đĩa 180 các bác ạ. Và hấp của con này là hấp trục bút và được dùng đĩa là đĩa thả center lock nhá. Bánh là bánh 29. Lốp Maxxis em sẽ xem 29 nhân bao nhiêu đây. Con này thì chắc là 29 nhân 2.25 thôi. Đúng rồi các bác, con này là 29 nhân 2.2. 2.2 đấy các bác nhá, chưa phải 2.25. 2.2 thôi. Đó. Đây là dàn sườn này. Đây là sườn, chi tiết mặt sườn bên đây, quay cho các bác. Nó mới một cách kinh khủng luôn, quá đẹp, không có vết xước nào ở trên khung. Thứ nhất là xe này nó mới ra, thứ hai là chắc chắn là người mua người ta sẽ là người mới mua, không thể nào là mua lâu được, tại vì nó là model mới. Đó, đây, bác nhìn chưa? Đó, anh em đã vệ sinh rồi, rất là đẹp. Đẹp nhất là cái yên này này, các bác này. Em nhìn cái yên này cực kỳ ưng luôn, yên này yên màu lâu. Đó, rất là ưng. Đây là chiếc SQ nha các bác nhá. Chiếc SQ. Dàn đầu của đời 2024 nó cũng sẽ đi dây, tức là nó sẽ không đi dây ở hai bên nỗ này nữa. Đó, hai bên sườn mà đi trực tiếp từ cổ này vào. Nên các bác sẽ nhìn thấy cái dàn đầu nó rất là hầm hố. Đây, dàn đầu của nó đây. Đó, nhìn rất là hầm hố. Đó, nó to hơn những cái bô tăng bình thường và cổ. Đó. Đây, dây đi trực tiếp hết vào đây các bác. Không cho động chạm vào sườn. Ở bên đây thì, mặt bên đây sẽ có một cái tay bấm này. Tay bấm này là tay bấm phuộc các bác nhé. Đây là tay bấm phuộc. Đó, tay bấm phuộc. Khóa mở phuộc. Phuộc này là phuộc E. Phuộc này là fork. Phuộc fork các bác. Đây, fork 32, fork đen 32. Đó, ok, đây là mặt bên đây của nó nhé. Thì em sẽ cho xe sang mặt bên kia để các bác có thể xem. Đó, đây bác này này. Mỡ xanh còn nguyên. Đó, xe rất đẹp. Xe cực kỳ đẹp. Rồi em sẽ soi cái mặt bên kia nhé. Đây là mặt bên đây của nó các bác nhé. Ở bên đây chúng ta sẽ nhìn thấy tổng thể cái xe hơn. Tổng thể cái xe nhìn nó sẽ dễ hơn. Nó lộ hết cấu hình ra luôn. Điểm đáng tiền của con này thì nó ngoài cái việc thì nằm ở trước sườn carbon. Sườn carbon của những cái hãng lớn như là Scott của Czech thì nó cực kỳ đắt tiền rồi các bác. Đó, thì ngoài là một cái cây sườn đắt tiền nhất trên cái xe này ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là đáng tiền tiếp theo đó là cây phuộc đó, phuộc fork nha các bác nhá, phuộc fork 32 luôn. Nó một cây phuộc cực kỳ đáng tiền. Thường thường thì những xe đắt thì chúng ta mới thấy là nó trang bị những cây phuộc fork. Đó, đây là cục fork 32, khóa bấm trực tiếp ở trên đây này, trên di động rồi nha. Đó, đây các bác nhá, nó sẽ có hai nút đây, khóa lửa hành trình, khóa hết, khóa chết hẳn. Và đây là nút về này, nó mở. Đó, bấm rất nhẹ nhàng.
Đó. Tiếp theo là về cái phần bộ chuyển động. Thì con này được sử dụng bộ chuyển động đây, tay bấm xả đấy các bác. Shimano DOG. Con này là tay bấm xả Shimano DOG M5001 các bác nhá. Tay bấm xả của Shimano DOG M5001. Cùi đè XT này. Đó, cùi đè XT. Giò. Giò là giò MT511, giống như giò M5001 đấy các bác. Xích. Xích của con này đang là xích M6001 đây. Xích M6001. Clip. Em sẽ tìm luôn cái clip này cho các bác. Clip thì nhìn nó sẽ hơi khó một chút. Đấy, clip con này là clip M6001 này. Đây, của em mà phải dừng lại để em quay đằng sau thì đây nhìn thấy số M6001 này các bác này. Đó, các bác nhìn chưa? Đó, clip con này clip M6001 Japan Shimano. Thì qua nhìn từ nãy giờ thì chúng ta sẽ thấy được rằng con này thì là một chiếc xe cấu hình zin 100%, không có sự thay đổi gì cả. Cấu hình zin theo công bố của hãng các bác nhé. Công bố của hãng cấu hình con này zin 100%. Cùi đè XT, sườn carbon của Fox 32. Giá đang bán ở thị trường Việt Nam rơi vào tầm khoảng 71 triệu. Đó. Có liên quyết ở trên web 71 triệu. Đấy, khi mà các bác dùng một con lướt như thế này. Một con lướt như thế này. Đó. Rất là đẹp. Một con lướt gần như mới tinh, kinh con. Kinh con như này luôn. Đó. Kinh con. Thì con này là chỉ còn có 55 triệu đấy các bác nhé. Tiết kiệm ngay. Xe gần như mới tinh. Không có một vết xước nào cả. Không có một vết xước nào cả. Em đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Con này sườn carbon đẹp lắm. Đấy thì các bác nào có nhu cầu mà đam mê cái con Scott SQ930 đời 2024 này thì có thể liên hệ bên em. Khi mà mua một chiếc xe lướt như này thì chúng ta sẽ tiết kiệm ít nhất phải 15-20 triệu. Đó. SQ930 2024 màu trắng size M, bánh 29, sườn carbon của Fox 32, phanh MT400 này, giò 5001 này, cùi đè XT, xích clip tay bấm xả là 6001. Cấu hình của nó các bác nhé. Giá là 55 triệu, chiếc xe mới 99%. Bán ra bên em thì đều có bảo hành hết. Rồi, em xin kết thúc video tại đây ạ.